Anh em thân mến, một cuộc chiến tại biên giới Tây Nam đã chấm dứt cách đây hơn 44 năm. Nhưng tới tận ngày nay, những thế hệ trẻ người Việt vẫn đang không ngừng phải đấu tranh để bảo vệ thành quả cách mạng của cha ông. Bởi hàng năm, mỗi khi ở Campuchia có một sự kiện chính trị gì, thì chủ đề cuộc chiến giữa Việt Nam với Khmer Đỏ lại được nhắc tới. Nhưng người ta không nhắc về cuộc chiến đó như một sự hy sinh cao cả của quân đội Việt Nam trong việc giải phóng đất nước Campuchia khỏi nạn diệt chủng, mà người ta lại nhắc nó với một thái độ tức giận, hậm hực vì họ cho rằng người Việt Nam đã xâm lược Campuchia. Nhưng mới đây nhất là cuộc bầu cử Campuchia vào tháng 7 năm 2023, chỉ để hạ bệ uy tín của Thủ tướng Hun Sen, mà nhiều tờ báo Campuchia thuộc các phe phái đối lập đã cáo buộc ông Hun Sen bán đất cho Việt Nam. Họ cáo buộc rằng chính quyền của ông Hun Sen là do Việt Nam dựng lên và chịu sự kiểm soát hoàn toàn của Việt Nam. Nghiêm trọng hơn, có người còn nói ông Hun Sen đã rước quân đội Việt Nam vào đất Campuchia. Mặc dù tất cả những lời lẽ cáo buộc trên là nhằm mục đích gây hoang mang dư luận, khiến người dân Campuchia phải quay lưng với đảng của ông Hun Sen. Đây là chuyện đấu đá nội bộ ở Campuchia, không liên quan đến Việt Nam ta. Thế nhưng, chuyện các tờ báo này cứ mang Việt Nam ra rồi mô tả chúng ta như là những kẻ xâm lược Campuchia, trực chờ nuốt đất Campuchia, đã và đang ngày một khoét sâu mâu thuẫn hai nước Việt-Cam, dẫn tới nhiều hệ lụy sau này. Vậy lý do nào đã làm cho tình hình chuyển biến xấu như trên? Trong khi đó, Việt Nam đã không tiếc người tiếc của để cứu giúp người dân Campuchia thoát khỏi nạn Pol Pot. Vì sao ta giúp người, người lại quay sang ghét ta? Và để có thể hiểu được tâm lý kỳ lạ này của người dân Campuchia, chúng ta sẽ cần phải nhìn lại một chút về lịch sử. Giai đoạn khi Pol Pot lên nắm quyền năm 1975, tới khi quân đội Việt Nam chính thức đặt chân lên đất nước Chùa Tháp vào năm 1978. 1. Vì sao người dân Campuchia bài trừ Việt Nam một cách cực đoan? Việc nhiều người Campuchia gọi chính quyền ông Hun Sen là do Việt Nam ta dựng nên, thực sự là một hành động xúc phạm đến nền chính trị của cả hai nước. Bởi nói như vậy, không khác gì nói việc chúng ta đưa quân vào giúp Campuchia trước nạn diệt chủng Khmer Đỏ năm đó là một cuộc xâm lược bành trướng. Còn chính quyền của ông Hun Sen là Bù Nhìn, trong khi chính ông đã dẫn dắt Campuchia đi từ vết cho tàn của Pol Pot phát triển đến ngày nay. Nhìn vào thực tế để rõ, từ sau cuộc chiến với Việt Nam, sự ổn định trong xã hội ở Campuchia không những đã được thiết lập lại, mà kinh tế Campuchia cũng ngày một phát triển hơn. Nhưng vì sao nhiều người không chịu nhìn vào kết quả này mà vẫn một mực quấy rối phá hoại quan hệ hai nước? Thực tế cũng như tâm lý bài Trung Quốc ở Việt Nam ngày nay, người Campuchia trước khi Pol Pot nắm quyền, họ cũng không hề chống Việt Nam tới mức cực đoan, mà chỉ giữ ở thái độ dè chừng cảnh giác, như dưới thời của quốc vương Campuchia, Norodom Sihanouk. Sau khi chiến thắng thực dân Pháp và trở về nước, ông đã dẫn dắt Campuchia chủ trương theo đường lối trung lập. Khi chiến tranh Việt Nam nổ ra, Campuchia đã đứng ngoài cuộc chiến, cùng đồng thời có quan hệ ngoại giao với cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thậm chí vào năm 1965, sau khi Mỹ đưa quân vào Việt Nam bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, ông còn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và Anh. Mùa xuân năm 1965, ông thỏa thuận với Trung Quốc và Bắc Việt Nam cho phép sự hiện diện của các căn cứ của lực lượng Cộng sản Việt Nam ở sát biên giới Campuchia, Việt Nam, đồng thời cho phép viện trợ của Trung Quốc cho các lực lượng Cộng sản Việt Nam thông qua các cảng Campuchia. Tuy nhiên, kể từ khi Sihanouk sụp đổ và đảng chính trị của Pol Pot lên nắm quyền lực vào năm 1975, tâm lý bài trừ Việt Nam cực đoan đã bén rễ ngày một sâu trong xã hội đất nước Chùa Tháp. Và đáng sợ là tâm lý bài trừ đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Bởi giống như Hitler của Đức Quốc xã, Pol Pot không chỉ đơn thuần là một con người, mà đối với một số ít người Campuchia, hắn ta là một hệ tư tưởng. Dù Pol Pot đã chết, nhưng những tư tưởng, giáo điều mà hắn ta để lại vẫn như ngọn lửa đang không ngừng cháy âm ỉ trong xã hội Campuchia. Việc để Pol Pot lên nắm quyền ở Campuchia chính là một thảm họa chính trị lớn nhất của nước này trong thế kỷ 20. Bởi hắn ta đã không những làm cho xã hội Campuchia rối loạn khi còn sống, mà còn làm cao trào mâu thuẫn chính trị nội bộ và với các nước láng giềng, ngay cả khi hắn đã chết. Ngày nay chúng ta có thể thấy rất rõ nền chính trị ở Campuchia phân làm hai trường phái. Một là thân thiện với Việt Nam nhưng không phụ thuộc vào Việt Nam. Hai là bài trừ Việt Nam. Sự kiện khi Việt Nam đưa quân sang Campuchia vào năm 1978 giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Nhưng sau đó, việc duy trì sự hiện diện quân sự trong suốt 10 năm, từ năm 79 đến năm 89 đã tạo những cái nhìn khác nhau trong giới đối lập với đảng cầm quyền CPP của ông Hun Sen.
cộng với tâm lý bài trừ Việt Nam do Pol Pot để lại. Nhiều người trong giới cầm quyền Campuchia đã xem đó là một cuộc xâm lược của quân đội Việt Nam. Hiện nay Việt Nam, Campuchia vẫn còn vướng mắc 3 vấn đề lớn đã kéo dài trong hàng thập kỷ qua. 3 vấn đề bao gồm đường biên giới chưa cắm mốc hoàn chỉnh, hàng chục ngàn người gốc Việt tại Campuchia sinh sống trong tình trạng vô chính phủ và vẫn còn quan điểm khác nhau về việc Việt Nam xâm lược hay giải phóng Campuchia. Việt Nam và Campuchia là một nước láng giềng có đường biên giới chung hơn 1.200 km, nhưng cho đến nay chỉ có 84% đường biên giới chung được chính thức phân giới cắm mốc. Năm 2020, vấn đề này từng căng thẳng trở lại khi Campuchia nói binh sĩ Việt Nam dựng 31 lều cắm gần biên giới. Khu vực hai bên chưa đạt được thỏa thuận phân giới cắm mốc. Kể từ sau khi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ sụp đổ và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia ra đời vào ngày 7 tháng 1 năm 79, ngày 27 tháng 12 năm 85, Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia đã ký hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia trên cơ sở thỏa thuận năm 1967. Nhưng theo nhà nghiên cứu về Biển Đông và Đông Nam Á, Đinh Kim Phúc nhận định, biên giới trên bộ còn 16% đường biên giới chưa được cắm mốc, dù bản đồ của Pháp và Liệp Quốc đã nêu rất rõ. Về lãnh hải, từ sau năm 59, lập trường hai nước vẫn khác nhau. Vấn đề biên giới với Việt Nam là chủ đề nhạy cảm tại Campuchia và nhiều nhân vật trong chính trường đã lên tiếng phản pháo. Chẳng hạn như 10 năm trước, ông Sam Rainsy, lãnh đạo Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Đối Lập Cambodia National Rescue Party, gọi tắt là CNRP, hiện đã bị giải tán, đang sống lưu vong tại Pháp, từng đi đầu trong các vấn đề về biên giới này. Ông đã thường xuyên cáo buộc chính phủ Campuchia, đặc biệt Thủ tướng Hun Sen đã nhượng đất cho Việt Nam, cho phép người nhập cư Việt Nam sinh sống trái phép tại đây. Và tới nay, những người đối lập với ông Hun Sen cũng thường xuyên nhắc lại cáo buộc trên. Trong một nghiên cứu vào năm ngoái về quan hệ Việt Nam-Campuchia, trên chuyên trang của Viện Nghiên cứu ISIS Yusuf Isaac Institute, tiến sĩ Hang Kim Kong, Đại học Queensland, Úc, hiện là nhà nghiên cứu cấp cao từ Cambodia Development Center, cho biết nhiều người dân Campuchia vẫn có tâm lý cho rằng Việt Nam còn ý muốn bành trướng và xâm lấn vào đất đai của Campuchia bất kỳ khi nào có khả năng, mặc dù tâm lý bài Việt Nam dường như đã suy giảm trong những năm qua. Lịch sử xa xưa cũng bị lật lại, và ở Campuchia từng có niềm tin rằng quốc gia này đã để mất Campuchia Krom, Tây Nam Bộ và đảo Koh Tra, đảo Phú Quốc hiện nay vào tay Việt Nam trong quá khứ. Theo tiến sĩ Hang Kim Kong thì vẫn còn các bộ phận cư dân Campuchia nhất định tin vào điều này và thường xuyên lặp lại cáo buộc chính phủ Campuchia đang vận hành dưới tầm ảnh hưởng của Việt Nam. Trong khi đó, nếu chịu khó nhìn vào lịch sử sẽ thấy Phú Quốc đã thuộc chủ quyền của Việt Nam từ trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam năm 1858 và xâm lược Campuchia năm 1884. Người Khmer chưa hề làm chủ vùng đất này. Đế quốc Angkor trong thời kỳ thịnh nhất, từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12, cũng chưa bao giờ làm chủ vùng đất này vì một lý do đơn giản. Người Khmer không có mặt trên đồng bằng sông Cửu Long. Cho đến nay, các nhà khảo cổ học không tìm thấy đền đài nào của thời Angkor trên đồng bằng sông Cửu Long. Cũng nên biết nền văn minh chói sáng của các thời đại Angkor thể hiện qua các công trình kiến trúc bằng đá. Tất cả đều tập trung quanh khu vực Siem Reap và Ba Tam Bang. Quyển Gia Định Thành Thông Chí do Trịnh Hoài Đức biên soạn trong đời Gia Long và Nam Minh Mạng thứ nhất năm 1820 khi được công bố cũng như vậy. Trong đó, địa danh Phú Quốc và việc xác lập đơn vị hành chính ở Phú Quốc thuộc Triều Nguyễn đã được nhắc lại ở 6 mục. Năm 1835, Đại Nam thống nhất toàn bộ đã được triều đình Nguyễn công bố. Đây là một bản đồ có thể nói là hoàn chỉnh nhất đối với chủ quyền quốc gia Việt Nam so với lúc bấy giờ mà đảo Phú Quốc là một phần lãnh thổ không thể chia cắt. Mặc dù bằng chứng lịch sử thì rõ ràng, cuộc chiến chính nghĩa của quân đội Việt Nam ở Campuchia năm 1978 cũng mang lại kết quả tích cực. Nhưng như chúng ta đã thấy, hệ tư tưởng do tên cầm đầu Pol Pot để lại đã và đang làm meo mó nhận thức của nhiều người dân Campuchia, bất chấp nỗ lực của các nhà lãnh đạo và người dân hai nước. 2. Quan điểm của người đứng đầu Campuchia. Điều may mắn là nhất vào lúc này đối với Việt Nam ta, có lẽ đó những góc nhìn khách quan nhất của người đứng đầu nhà nước Campuchia, ông Hun Sen. Theo đó, trong một bài phát biểu khi đến thăm Việt Nam, ông Hun Sen đã nói rằng hôm nay là lễ kỷ niệm 45 năm hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, 20 tháng 6 năm 1977, 20 tháng 6 năm 2022. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới Ngài Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đoàn đại biểu đến dự buổi lễ.
gặp gỡ người dân Campuchia và khánh thành một số hạng mục trong khu tưởng niệm này. Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho tôi thắp hương và gặp gỡ những người dân Việt Nam đã cứu mạng tôi 45 năm về trước. Nhân đây, tôi xin đưa ra một số câu hỏi để các đại biểu trong và ngoài nước cùng thảo luận và làm rõ. Câu hỏi thứ nhất, tôi có nên sang Việt Nam hay không? Nếu tôi không thực hiện việc này, sang Việt Nam tìm đường cứu nước, thì rõ ràng tôi sẽ chết và không rõ diễn biến sau này sẽ thế nào, vì thời kỳ đó không ai có thể xin gì từ Pol Pot. Pol Pot có thể giết hết mọi người. Câu hỏi thứ hai, hành trình này dẫn đến đâu? Hành trình tiến tới lật đổ chế độ Pol Pot đã mang lại hòa bình, tiến tới Hiệp định Hòa bình Paris, tiếp tục tiến tới thắng lợi cuối cùng là thực hiện chính sách thắng thắng, hòa hợp và độc lập dân tộc, vượt qua mọi khó khăn để trở thành nước có thu nhập trung bình với tỷ lệ đói nghèo dưới 10%. Năm nay là lễ kỷ niệm 45 năm hành trình của tôi và cũng kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Tôi cần giải thích để mọi người hiểu là tôi có 4 lựa chọn vào thời điểm đó. 1. Sử dụng lực lượng khoảng 1 trung đoàn của tôi, khoảng 2.000 người, sau này bị chia nhỏ và một số bị giết. Tôi có thể chỉ huy 1.500 người tấn công huyện Mai Mót này. Tuy nhiên, cách này rất liều lĩnh và lực lượng này có thể bị tiêu diệt sau vài tuần. 2. Sang Việt Nam để xây dựng lại lực lượng. 3. Không làm gì cả để Pol Pot giết. 4. Tự sát. Cuối cùng, tôi đã quyết định lựa chọn thứ hai là tìm đường sang Việt Nam để xây dựng lại tổ chức kháng chiến. Để ra lựa chọn này là rất khó khăn bởi tôi phải rời xa tổ quốc, rời xa người vợ đang mang thai 5 tháng. Không phải chuyện đùa đối với một thanh niên mới chỉ 25 tuổi như tôi hồi đó. Tuy nhiên, chỉ khoanh tay nhìn hay để Pol Pot giết hại hoặc tự sát đều không phải lựa chọn tốt. Dù chỉ có 1% hy vọng hoặc ít hơn, tôi vẫn phải làm việc này. Ngài Phạm Minh Chính vừa rồi đã tổng kết rất rõ ràng về quan hệ giữa hai nước chúng ta trong giai đoạn lịch sử này. Những năm 1970, lực lượng Campuchia rất nhỏ. Quân đội Việt Nam là chủ lực, luôn đi trước tấn công, quân đội Campuchia đi sau. Trong 5 người chúng tôi sang Việt Nam thời đó, 2 người đã mất. Tôi đã quyết định khi không đưa cả trung đoàn sang mà chỉ đưa một số người. Trong đó có 4 người sắp bị Pol Pot bắt. Nếu mang nhiều người sẽ bị hiểu lầm là mang quân sang tấn công Việt Nam. Bởi lúc đó Pol Pot đã tấn công một số khu vực của Việt Nam. Đó là thời điểm rất nguy nan. Khi sang đến Việt Nam, tôi nhìn về phía Campuchia và nước mắt lưng tròng. Tự nghĩ 13 tuổi đã phải rời xa gia đình do không có trường học và 25 tuổi phải rời bỏ tổ quốc. Sáng nay lúc thắp hương tại địa điểm dừng chân khi vào Việt Nam, tôi đã khóc. Tôi không cầm được nước mắt vì những đau khổ của mình 45 năm trước. Tôi tưởng tôi sẽ bị bắt lúc vào Việt Nam, nhưng ngược lại, tôi được chào đón và được mời ăn bữa cơm do người Việt Nam nấu. Chúng tôi hồi ấy không được ăn cơm đã hơn 1 năm rồi. Vào lúc 2 giờ chiều hôm trước, tôi đã cho mở kho lương và chia cho binh sĩ của cả trung đoàn. Và tôi không nhận bất cứ hạt gạo nào. Khi rời Campuchia sang Việt Nam, tôi phải viết thư cho vợ. Một bức thư rất khó viết vì tôi không dám viết trong thư sẽ đi đâu và không rõ khi viết xong bức thư này có chết hay không. Hoặc khi sang bên kia biên giới bị đánh úp bởi một lực lượng nào đó. Việt Nam đã đồng ý cho tôi xây dựng lực lượng sau khi tôi gặp ngài Trần Văn Trà, lúc đó là tư lệnh quân khu 7, và ngài Văn Tiến Dũng, tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Ngài Trần Văn Trà nói với tôi Việt Nam chỉ hỗ trợ về hậu cần, huấn luyện, về chính trị thì Campuchia chịu trách nhiệm. Tôi nói không ai hiểu rõ người Campuchia hơn người Campuchia và người soạn giáo trình cho quân đội chính là tôi. Tháng 5 năm 1978, có nhóm nổi dậy của Samdech Heng Samrin và Samdech Chia Sim và chúng tôi đã bắt tay cùng nhau để mở rộng lực lượng kháng chiến, kết hợp với các lực lượng yêu nước khác thành lập mặt trận đoàn kết cứu quốc của Campuchia. Thông qua việc thành lập mặt trận này vào ngày 2 tháng 12 năm 78, mà ta tiến tới giải phóng đất nước vào ngày 7 tháng 1 năm 79, một số bà con đã biết, và lịch sử cũng khắc ghi về sự can thiệp của quân đội Việt Nam để cứu người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Và muốn biết việc Việt Nam can thiệp vào Campuchia đúng hay sai, thì hãy hỏi Tòa án Hỗn hợp Liên Hợp Quốc và Campuchia. Bản án của tòa án này đối với bè lũ Pol Pot là sự công nhận của Liên Hợp Quốc rằng hành động của Việt Nam là đúng đắn. Nếu hành động của Việt Nam không đúng, cần gì phải xét xử bọn Khmer Đỏ? Một số người nói rằng, tôi là người dẫn quân đội Việt Nam vào giết hại nhân dân Campuchia. Vậy xin hỏi, có bao nhiêu người dân Campuchia bị Việt Nam giết hại? Hay là khởi đầu từ chỗ nhân dân Campuchia chỉ có 5 triệu người, ngày nay đã lên đến 17 triệu,
Như vậy là sau 45 năm kể từ khởi đầu hành trình cứu nước của tôi, thì dân số Campuchia đã tăng thêm 12 triệu. Một số người nói, tôi có tội khi dẫn quân đội Việt Nam vào Campuchia. Giờ hãy đi hỏi Tòa án Hỗn hợp Quốc tế Campuchia. Tòa án này được lập nên bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để xét xử Khmer Đỏ về tội ác chống lại loài người. Nhờ Việt Nam giúp đỡ, cứu tính mạng người dân Campuchia. Dù chúng ta phải chịu sự bất công trong một thời gian dài khi nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia bị Liên Hợp Quốc áp đặt trừng phạt, Việt Nam cũng bị trừng phạt với cáo buộc xâm lược Campuchia. Tuy nhiên, giờ đây Việt Nam đã được nhận lại công lý cùng với Đảng Nhân dân Campuchia. Thành công của việc xét xử Khmer Đỏ đã mang lại công bằng cho lực lượng kháng chiến của Campuchia với sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam. Tôi xin khẳng định, không phải Việt Nam rút quân sau Hiệp định Hòa bình Paris và cần làm rõ điều này. Việt Nam rút quân hoàn toàn khỏi Campuchia vào ngày 30 tháng 9 năm 1989, nghĩa là trước Hiệp định Hòa bình Paris 2 năm. Đó là thời điểm ta đang xây dựng lực lượng của mình. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát được tình hình và mặt quốc tế về vấn đề Campuchia cũng đã kết thúc bởi giải pháp về Campuchia có hai vấn đề là bối cảnh trong nước và quốc tế. Vì vậy, khi quân đội Việt Nam rút khỏi Campuchia thì mặt quốc tế được giải quyết, chỉ còn lại mặt nội bộ, mang lại cho Campuchia cơ hội cho nhiều bên liên quan cùng tham gia giải quyết, kể cả các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đạt được Hiệp định Hòa bình Paris. Đây là điểm lịch sử mà ta cần nhắc lại, bởi một số người cho rằng Việt Nam rút quân là do Hiệp định Hòa bình Paris, tức bị các nước quốc tế gây sức ép nên mới rút quân. Điều này không đúng với tình hình thực tế ở Campuchia. Một số người cũng nói rằng, Hun Sen, tôi chịu ơn Việt Nam và phải cắt đất cho Việt Nam. Nhưng nếu tôi cắt đất cho Việt Nam thì không cần phải bỏ ra thời gian là 41 năm để đàm phán với Việt Nam về vấn đề biên giới. Nếu Việt Nam muốn đất của Campuchia thì Việt Nam đã lấy từ khi họ còn có quân đội ở Campuchia. Vào thời điểm đó, mặc dù Việt Nam đóng quân ở Campuchia, tôi với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao đã ký kết Hiệp ước Vùng nước lịch sử. Chúng ta cũng đã ký Hiệp định về Quy chế biên giới năm 1983 và Hiệp ước về Hoạch định biên giới năm 1985. Năm 2005, tôi đã cùng với Ngài Phan Văn Khải ký Hiệp ước bổ sung 2005. Vào năm 2019, tôi đã cùng Ngài Nguyễn Xuân Phúc ký Hiệp ước bổ sung năm 2019. Năm qua, Việt Nam và Campuchia luôn nỗ lực trong công tác biên giới. Nhờ đó, chúng ta đã ký văn kiện công nhận thành quả 84% phân giới cắm mốc. Chúng ta đang tiếp tục giải quyết 16% còn lại. Hai bên đang tiếp tục thảo luận với nhau. Sự nỗ lực đó là bằng chứng cho thấy sự tôn trọng của Việt Nam dành cho chủ quyền của đất nước Campuchia. Tôi xin khẳng định với nhân dân Campuchia trong và ngoài nước, thông qua báo chí truyền thông và trước mặt Ngài Thủ tướng Việt Nam, tôi không có quyền cho Việt Nam đất dù chỉ 1mm và tôi cũng không muốn đất Việt Nam dù chỉ 1mm. Việt Nam không có nhu cầu lấy đất của ta, ta cũng không có nhu cầu lấy đất Việt Nam. Tôi rất vui mừng với lễ kỷ niệm ngày hôm nay và bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đại diện cho phía Việt Nam. Tôi rất hài lòng ôn lại quá trình lịch sử đã gắn kết hai dân tộc chúng ta. Trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi đã sang phía Việt Nam gặp gỡ những người đã cưu mang giúp đỡ tôi vào thời điểm đó. Đối với tôi, một bữa cơm thời đó có giá trị bằng hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu tấn gạo của ngày hôm nay. Chính vì vậy nên tôi mới nói rằng, gian nan mới biết bạn hiền, hoạn nạn mới hiểu lòng nhau. Sự tôn trọng của Việt Nam đối với chủ quyền của Campuchia là rất rõ, nếu không nói là vô giá. Bởi với tình cảnh Campuchia khi đó, nếu đổi lại là quân đội Trung Quốc vào tham chiến, thì sẽ rất khó để có một Campuchia như ngày nay. Trong thời kỳ đóng quân tại Campuchia, quân đội và chuyên gia Việt Nam đã giúp đỡ hàng triệu người dân Campuchia trở về quê cũ, khôi phục sản xuất, làm lại nhà cửa, trường học, chùa chiền. Nhân dân Campuchia đã dấy lên một cao trào quần chúng hồi sinh từng người, từng gia đình, từng thôn ấp và hồi sinh toàn dân tộc. Quân đội và chuyên gia Việt Nam đã giúp những người dân này sửa lại nhà. Ai không còn nhà thì dựng lại nhà, làm sạch giếng cho người dân Campuchia uống, cung cấp lương thực cho người dân Campuchia, khôi phục và sửa chữa lại trường học. Lực lượng ngành y của Việt Nam đi cùng bộ đội thời bấy giờ thì chữa bệnh cho người dân Campuchia. Dần dần trường lớp, làng mạc, bệnh viện, trường học được khôi phục lại. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo hành động theo từng giai đoạn. Theo đó, giai đoạn đầu do người dân Campuchia chưa có gì, Việt Nam sẽ thực hiện Việt Nam làm giúp Campuchia, nghĩa là đánh giặc cũng Việt Nam, giúp dân sản xuất cũng Việt Nam, xây dựng chính quyền cũng Việt Nam. Khi người dân Campuchia đã có cơ sở, Việt Nam chuyển sang khẩu hiệu
ta, bạn cùng làm. Giai đoạn 3 là bạn làm ta giúp. Nghĩa là khi người dân Campuchia đã đủ khả năng, người dân Campuchia yêu cầu tới đâu, Việt Nam giúp tới đó. Cuối cùng, khi người dân Campuchia thực sự lớn mạnh, thì Việt Nam rút toàn bộ quân tình nguyện về nước để người dân Campuchia tự đảm đương công việc trong nước. Còn về vấn đề Việt Nam đóng quân ở Campuchia gần 10 năm sau đó, ông Hun Sen cho biết Việt Nam bắt đầu vốn định rút quân sớm bởi chiến thắng Khmer Đỏ quá nhanh nên họ cũng không muốn nấn ná lại để quá trình phát sinh thêm rắc rối. Nhưng do Khmer Đỏ còn quá mạnh trong khi quân đội chính phủ chưa hoàn thiện nên ông đã đề nghị quân Việt Nam ở lại để giúp đỡ và họ đã bất chấp bị cấm vận, bị chỉ trích để giúp đỡ Campuchia. Ông Hun Sen nói, tôi đã nói với họ là nếu họ rút quân và Pol Pot quay trở lại thì nhiều người sẽ bị giết. Vào thời điểm đó, các lực lượng của Campuchia không đủ sức chống lại Pol Pot và chúng tôi cần thời gian để củng cố lực lượng và nền kinh tế của mình. Chính phủ Việt Nam không muốn để quân ở lại. Phía chúng tôi yêu cầu họ như thế. Sau đó chúng tôi đồng ý họ thử giảm bớt các lực lượng vào năm 1982. Chính phủ Việt Nam giảm dần quân số, còn chúng tôi sẽ dần tăng lực lượng của mình lên. Tôi vẫn còn nhớ cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao gồm Campuchia, Lào và Việt Nam ở Hà Nội vào năm 1985. Chúng tôi đã đồng ý là các lực lượng bộ đội Việt Nam sẽ rút quân từ 10 đến 15 năm nữa. Nhưng do sự phát triển nhanh chóng của các lực lượng vũ trang Campuchia và các cuộc đàm phán hòa bình giữa Sihanouk và tôi, chúng tôi đã rút các lực lượng bộ đội Việt Nam sớm hơn. Cũng tại buổi lễ với Việt Nam, ông Hun Sen bác bỏ tuyên bố rằng sự can thiệp của quân đội Việt Nam vào Campuchia là một cuộc xâm lược, đồng thời nhấn mạnh rằng đất nước Campuchia đã trải qua quá nhiều khó khăn, nếm đủ mùi chiến tranh cũng như bạo lực trong suốt chiều dài lịch sử. Bây giờ chúng ta phải sử dụng chính sách để cạnh tranh thay vì chỉ trích bới móc lẫn nhau. Thủ tướng Hun Sen cũng chỉ trích những người mà ông cho rằng thích nói về nhân quyền nhưng không dám nói về phương cách giữ gìn hòa bình. Anh em thân mến, có thể thấy chỉ trong một bài phát biểu ngắn mở đầu cho một buổi lễ kỷ niệm hai nước, ông Hun Sen đã có những lập luận xuất sắc để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về tình hình hai nước. Đó cũng là lý do mà tâm lý bài trừ Việt Nam đã giảm bớt trong nhiều năm qua. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng hệ tư tưởng do Pol Pot để lại vẫn còn đó trong nền chính trị Campuchia.